Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hạnh Phúc Quanh Ta trên kênh Thúy Vân Radio. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường, vì mỗi người trong chúng ta chính là những ngôi sao độc nhất và chỉ có một trên đời. Chúng ta đều sống riêng một cuộc đời và sẽ có điều khác nhau, bởi không ai có cách sống giống nhau cả. Chính là bạn là một loại pháo hoa rực rỡ về cuộc đời của chúng ta, do chúng ta tạo nên, và điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt. Đương nhiên, sẽ có người sống trong cuộc sống giàu sang, có người sống trong cuộc sống giản dị, cũng có những người sống trong hoàn cảnh không được đầy đủ sung túc như người khác. Nhưng đó chỉ là hoàn cảnh sống thôi. Điều quan trọng làm nên sự khác biệt đó chính là bản thân chúng ta. Bạn không thể thay đổi những gì bạn đang có, nhưng bạn có thể làm cho chúng tốt đẹp hơn, thì cuộc sống sẽ có sự khác biệt. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Đó là những con sóng li ti trên dòng sông hiền diệu, không thể so sánh với những đợt sóng mạnh mẽ vùng vẫy giữa biển khơi mênh mông. Là một con quạ xấu xí, nó không có quyền cho phép mình nghĩ đến một ngày nào đó sẽ xinh đẹp như con công. Không cần thứ gì đó quá xa vời, bạn chỉ cần là bạn, sống tốt với những gì bạn đang có và sẽ có. Hãy là chính mình, không là ai khác. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Trong đôi mắt, ta thấy được sự chân thành, sự chân thật làm tỏa sáng cả một vùng trời đen tối. Hãy sống là chính mình, chân thành, thật thà sẵn sàng giúp đỡ khi người khác khó khăn, thì bạn sẽ trở thành một bông hoa đẹp nhất trong rừng hoa đời người. Sống là chính mình, ở đây giống như một khái niệm trong tâm lý học là sống thật, tức là nó xuất phát từ việc bạn thực sự là ai. Khi bạn đang sống được là chính mình, tức là bạn đang sống với những gì tự nhiên vốn có trong người bạn. Không cần phải gò bó hay ép buộc mình phải sống giống bất kỳ ai. Con người ta cần nên sống thật với chính mình, vì con người vốn là một thể thống nhất giữa tinh thần và thể xác. Và nếu không sống thật với chính mình, con người sẽ gây ra đau khổ, tai họa cho gia đình, cho những người xung quanh, và làm cho chính mình bị tổn thương khi suốt ngày phải giấu cảm xúc, phải mang bộ mặt giả tạo như một chiếc mặt nạ. Như thế thì làm sao có thể sống tốt, làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho những người thương yêu xung quanh họ. Vậy tại sao chúng ta phải sống thật với chính mình? Thật ra câu hỏi này rất dễ trả lời. Ý của câu hỏi nằm ở đây: liệu bạn có muốn trở thành bản sao của người khác không? Trên thực tế, không ai muốn bị nói rằng mình giống với người này, người kia, bởi mọi người đều có cái tôi của họ. Và thử nghĩ mà xem, nếu không được sống là chính mình, bạn sẽ phải mang một chiếc mặt nạ đối diện với rất nhiều người. Chắc chắn rằng điều đó sẽ khiến bạn mệt mỏi vô cùng, bởi bạn không thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, vì cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng suôn sẻ. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, bất lực. Bạn khát khao được sống hết mình, khát khao đem đến sự công bằng. Nhưng bạn biết đấy, cuộc sống vốn không công bằng, nên hãy tập quen với điều đó. Bạn thất vọng về công sức mình bỏ ra, lại bị người khác cướp đi. Những người bạn yêu thương bỗng quay lưng với bạn. Những người mà bạn có thể quay lưng với cả thế giới để đi cùng họ. Những tình cảm của bạn dành cho người khác quá nhiều, nhưng với họ, bạn vô nghĩa. Cuộc sống lúc nào cũng tồn tại song song hai mảng sáng tối. Bạn nghe được âm thanh của cuộc sống, nghe tiếng chim hót mỗi sáng, bông hoa ngoài vườn hôm nay nở thật đẹp, hay lũ trẻ đầu ngõ vui chơi, những nụ cười hồn nhiên luôn nở trên gương mặt non nớt chưa từng biết đến mùi đời.
giúp tôi thấy được trong cuộc sống bộn bề này vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Hãy trân trọng những gì mình có. Sống hết mình, nghe theo những suy nghĩ của mình, nỗ lực vì công việc, sẽ có một ngày bạn thành công. Nhưng giữa đường đời, có mấy ai dám sống thật với chính bản thân mình? Còn vướng bận giữa những toan tính đời thường, mấy ai có can đảm nói thật hết những suy nghĩ của mình? Ví như một công nhân đi làm, nghe giám đốc nói về một vấn đề nào đó và nghĩ rằng giám đốc nói sai. Thế nhưng, là công nhân, có ai dám nói thẳng thừng rằng cấp trên của mình đã sai? Hay như một học sinh đứng trước giáo viên khi được hỏi rằng có hiểu bài cặn kẽ hay không? Thì dù thế nào, người học trò ấy vẫn sẽ trả lời rằng có. Dù đôi khi sự thật không phải là như vậy. Chối bỏ bản thân có đôi khi là đánh mất luôn cả cơ hội để thay đổi mọi thứ. Nếu như người công nhân sống thật với chính mình, có thể sẽ gây được ấn tượng với cấp trên và có thể được thăng tiến hơn. Học sinh nếu nói thật lòng mình với giáo viên, khi đó khoảng cách giữa thầy và trò sẽ được rút ngắn hơn và kết quả học tập cũng sẽ được cải thiện hơn nhiều. Có nhiều người thích sống ba phải, hay gió thổi chiều nào thì xoay chiều ấy, nịnh nọt những người xung quanh để mang lợi ích về mình. Dù là để bản thân có được sự chống lưng hay có chỗ dựa thì cũng không nên, vì như vậy mà làm những việc đánh mất dấu ấn cá nhân của bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi bạn làm hài lòng tất cả những người xung quanh có nghĩa là bạn là một người thành công trong cuộc sống. Không ai sống trên đời này có thể làm hài lòng tất cả mọi người, bởi nếu cứ chạy theo những đòi hỏi, yêu cầu hay mong muốn của mọi người đối với bạn, bạn sẽ dần đánh mất bản sắc của mình, cá tính và những khác biệt để làm nên cái tôi của bạn. Trong công việc, bạn đừng cố làm mọi việc bằng mọi cách để lấy lòng sếp, để làm hài lòng mọi đồng nghiệp. Bạn có thể sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi bạn có thể, nhưng đừng nên lúc nào cũng cố làm việc này, việc khác khi bạn được nhờ để mọi người thấy hài lòng về bạn. Làm như vậy là bạn đã đánh mất thời gian, cơ hội cho công việc của chính mình. Hãy làm hài lòng bản thân trước khi cố gắng lấy lòng một ai đó. Bởi trong cuộc sống này, không ai quan trọng với bạn hơn chính bản thân bạn. Cho dù cuộc sống bạn có nhiều mối quan hệ, hãy dành thời gian ở bên cạnh những người thật sự xứng đáng. Bạn không nhất thiết phải cố gắng để duy trì những mối quan hệ vô nghĩa, làm hài lòng những người không thực sự xem trọng bạn, không có chính kiến, không dám thực hiện những ước mơ, dự định của mình, thì chính bạn đã làm cho mình thất bại trong cuộc sống. Sống tốt cuộc đời của chính mình, bạn sẽ được hạnh phúc. Đừng bao giờ che đậy những gì bạn mong muốn, khao khát và hãy cố gắng để biến chúng thành hiện thực. Đừng vì người này không muốn, người kia không thích mà từ bỏ những gì bạn đang theo đuổi. Ai cũng có cuộc đời riêng của mình và bạn hãy sống cuộc đời đó theo cách riêng của bạn. Hãy sống và làm hài lòng những ai cổ vũ bạn, động viên bạn, giúp đỡ bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong đời. Chối bỏ bản thân mình là bạn đang đánh mất đi cơ hội để bạn được hoàn thiện mình hơn. Bạn có thể không học giỏi, nhưng bạn lại có tài vẽ đẹp, hát hay. Bạn có thể gầy, nhưng bạn lại có gương mặt xinh đẹp. Bạn có thể không xinh, nhưng bạn lại có giọng nói ấm áp. Bạn có thể không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng bạn lại biết nấu ăn ngon. Bất kỳ ai sinh ra cũng có những điểm mạnh nhất định của mình mà chính bản thân ta phải tự mình tìm lấy nó. Tôi từng xem một bộ phim kể về cuộc thi âm nhạc quốc tế dành cho các idol. Để có thể giành quán quân, các bạn trẻ trong phim phải vượt qua nhiều thử thách. Nhưng một trong số đó phải nói được 3 ngôn ngữ. Rất nhiều người đã bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, quán quân của cuộc thi là người chỉ nói được một ngôn ngữ duy nhất
Điều mà ban tổ chức đòi hỏi ở đây không phải là một người có thể nói được ba thứ tiếng, mà là một người dám vượt lên những thiếu sót của mình. Vì vậy, bạn hãy lắng nghe những suy nghĩ của mình, hãy trân trọng những cảm xúc đang ùa đến, hãy phát huy những thế mạnh dù là nhỏ nhất mà bạn có, hãy phát huy những năng lực tiềm tàng của chính bạn, hãy mỉm cười đón nhận cả cơ hội lẫn thách thức. Hãy kiên trì nuôi dưỡng hoài bão, khát khao và không ngừng theo đuổi chinh phục những ước mơ. Sống đúng với chính mình là mùa xuân tràn đầy nhựa sống, là mùa hạ tươi vui, sảng khoái, là mùa thu mát mẻ, trong lành, là mùa đông thuần khiết và trầm lắng. Những người sống đúng theo lời kêu gọi trong tận sâu thẳm lòng mình, việc làm của họ chính là sự bày tỏ tình cảm chân thực nhất của mình. Họ đã sống một cách chân thực để tỏa sáng hết tài năng trên sân khấu cuộc đời. Nhờ thế, họ chiếm được tình cảm và sự sùng kính của quần chúng nhân dân. Đó là những thành quả đáng trân trọng, đáng khâm phục khi họ sống với chính mình. Không như những thứ phù hoa lòe loẹt khi khoác lên mình chiếc xiêm y giả dối. Bạn ơi, sống thật với chính mình có thể quyết định tới cả cuộc sống và tương lai lâu dài của bạn nữa. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về nhà vật lý xuất sắc người Nga, Bio Nikolai. Ông là con trưởng trong một gia đình buôn bán giàu có. Cha ông luôn hướng con mình tới ngành kinh doanh. Nào ngờ, ông lại không có hứng thú với mấy việc buôn bán, mà chỉ chú trọng vào vật lý. Khi người cha bắt ép ông phải theo con đường kinh doanh, ông đã không chịu mà vẫn đi theo con đường vật lý học, thậm chí chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà. Vượt qua nhiều khó khăn và trở ngại, ông đã thành công chứng minh được rằng ánh sáng cũng gọi áp suất vào vật rắn và cả phân tử khí. Hãy nghĩ xem, nếu Pio Nikolai không sống thật với mình, nghĩa là bỏ qua sở thích của mình và đi theo con đường người khác đã sắp đặt sẵn, thì nhân loại ngày nay có biết đến ông không? Vì vậy, sống thật với chính mình sẽ ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của bạn. Ở trong lĩnh vực nào, người ta cũng đề cao cá tính. Sự đặc sắc của cá tính luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người khác. Nhưng cũng phải đặt câu hỏi rằng, có bao nhiêu người ngoài kia chấp nhận bản thân thật sự của những người xung quanh họ? Tôi từng đọc một bài báo với tựa đề Body Shaming và cách thức giết người bằng lời nói. Không phải ai chúng ta cũng chấp nhận vẻ ngoài không hoàn hảo của những người xung quanh mình. Chính điều này đã khiến họ trở nên tự ti. Vì thế mà chúng ta mới xuất hiện những con người ngày nào cũng phải đeo những chiếc mặt nạ để tránh đi ánh mắt dò xét của mọi người. Xung quanh ta có quá nhiều người hay phán xét người khác chỉ qua vẻ bên ngoài hoặc qua những hành động rất nhỏ của họ. Được là chính mình, bạn sẽ không phải mệt mỏi, khổ sở vì phải mang một chiếc mặt nạ để đối diện người khác. Nếu bản thân muốn thay đổi, bạn không cần quan tâm đến lời nói của người khác mà vẫn cứ là mình trước những lời bình phẩm của những người xung quanh. Không để bản thân bị chi phối bởi lời nói của người khác, tin tưởng vào khả năng của bản thân, bởi thế hãy dũng cảm, không ngần ngại sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình cho người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình. Đừng bao giờ ước mơ rằng ta sẽ được giống như một ai đó, bởi mỗi người có mọi sự vĩ đại và mỗi nỗi khổ riêng. Khi ta so sánh người khác rồi cảm thấy mình nhỏ bé hoặc ganh tị với họ, thì cũng có nghĩa rằng ta đang sỉ vả chính mình. Vì khi so sánh với người khác, ta đã quên đi sự độc đáo mà mỗi người đều có, và chỉ những kẻ tiểu nhân mới đi ganh tị với người khác. Thân ai người ấy lo, phận ai người ấy giữ, không ai có thể sống thay cho ta được. Sâu thẳm bên trong mỗi người là một sức sống tiềm tàng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần bạn sống chân thành
thẳng thắn thì không phải bận tâm về những lời dèm pha từ người khác. Trung thực với bản thân, không che đậy điểm yếu của mình, mạnh dạn nhìn thẳng vào thực tại. Yêu thích sự thay đổi của bản thân vì lợi ích tốt nhất của mình. Mọi thứ bạn làm cần phải được thực hiện, chấp nhận mọi khía cạnh của chính bạn. Dành thời gian để đối xử tốt với bản thân, khi đó hạnh phúc sẽ đến với bạn. Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, mà hãy tự mình làm nên cuộc sống. Hãy dựa vào bản thân, bởi đó là chỗ dựa vững chắc nhất. Tự tin và tin cậy chính là chìa khóa tìm kiếm bản thân. Nếu bạn không vững tin vào giá trị của bản thân, lập trường sẽ bị lung lay bởi lời nói của người khác. Hãy học cách tin tưởng bản thân và cảm giác của bản thân, từ đó hình thành ý thức hoàn toàn mới về bản thân. Hãy nhớ, phải kiên trì với bản thân và tự tin vào khả năng cái gì đến sẽ đến thôi. Hạn chế những suy nghĩ tiêu cực về công việc và người khác. Hãy nỗ lực giảm thiểu phán xét người khác, sinh vật khác và bản thân. Sự tích cực nuôi dưỡng và mở ra cảm giác hạnh phúc bị che giấu lâu nay. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây sôi nổi và mãnh liệt, tiếp nhận trải nghiệm mới, và người mới sẽ giúp bạn tiếp cận một thế giới hoàn toàn mới, tốt đẹp hơn so với thế giới trước đây bạn biết. Nơi bạn có thể tìm thấy khung trời riêng của mình, lâu đài trên mây, hay đơn giản là một lĩnh vực nào đó trong thế giới điên loạn này. Cố gắng không đánh giá bản thân khi chưa thấy kết quả tích cực ngay lập tức. Kiên trì là chìa khóa quyết định khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Luôn biết sống vì người khác sẽ giúp bạn tìm thấy và được sống là chính mình. Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý. Biết tha thứ và tin rằng mọi người cũng sẽ tha thứ cho bạn. Cách tốt nhất để tìm kiếm bản thân mình chính là biết sống vì người khác. Sống nội tâm và không sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người khác có thể khiến mọi người xa lánh bạn. Phục vụ mọi người và cộng đồng là cách duy nhất để tìm ra mục đích và giá trị của bạn trên thế giới. Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn. Thành công và hạnh phúc đều nằm trong tay bạn. Quyết tâm hạnh phúc và niềm vui sẽ cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại, chống lại nghịch cảnh. Việc chấp nhận ý thức của riêng bạn vì giá trị bản thân là quan trọng khi bạn hiểu rằng được sống là món quà trân quý đến thế nào. Bạn sẽ biết mình xứng đáng. Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn. Hơn ai hết, chúng ta luôn cần tự hào, luôn cần xem mình là một cá thể khác biệt, tạo nên màu sắc cho khung vải của cuộc sống. Chúng ta đang tự lập cho mình một tự tin đáng có, tập cho mình một ước mơ để trở nên thành công. Và sâu hơn thế, chúng ta cần tập cho bản thân cách trao gửi giá trị của bản thân mình trong cuộc sống. Haya Beza đã nói, hai bàn tay biết tặng hoa cho người khác là bàn tay lưu giữ mãi hương thơm. Ra xa hơn hẳn, các bạn còn nhớ tới Nick Vujic, người không tay, không chân. Tuy nhiên, nhờ sự tự tin thấu hiểu giá trị thực sự của bản thân, anh đã trở thành người hạnh phúc nhất khi tốt nghiệp trường đại học ước mơ, trở thành người truyền động lực trên toàn thế giới. Anh được hàng ngàn người ngưỡng mộ và anh có một cuộc sống mà nhiều người hằng mơ ước. Như vậy, nhờ sự tự tin, trân trọng giá trị của bản thân trong cuộc sống, Nick Vujic là tấm gương tươi đẹp, tỏa sáng cả một bầu trời đã ngủ quên đối với những người không nhận ra được giá trị của bản thân mình. Sue Komlinski đã gửi tới mọi người câu nói: con người sinh ra không phải để tan biến như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và in dấu lại trong tim của người khác. Chúng ta sinh ra để sống, để tạo nên sự thành công trong giá trị của bản thân và sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường. Vì vậy,
hãy bộc lộ giá trị bản thân, sử dụng những điểm mạnh của mình để cống hiến cho cuộc sống, để cuộc đời mỗi chúng ta luôn tỏa ánh sáng của giá trị bản thân, bình thường nhưng không tầm thường, đúng nghĩa trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và có một cuộc sống an nhiên.